Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các năm quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã đắk Bút so, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng thì vào cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp những dòng sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ, hàng những dòng động cơ hai thì thì các bác nào mà cần những dòng máy hoặc là tham khảo về những dòng máy cưa, máy cắt cỏ thì có thể liên hệ qua cho em các bác nhé. Vâng thì quay về chủ đề chính ngày hôm nay thì cửa hàng chúng em thì Uh, đã quá nhiều rồi các bác uh, mua những dòng sản phẩm máy cưa máy nhật bãi của bên em về sử dụng nhưng mà không biết nên lựa chọn những dòng sản phẩm nhớt nào để cho đảm bảo chiếc máy của mình sử dụng nhất hoặc là để tránh phải hàng giả hàng nhái làm dễ hỏng óc máy móc thì hôm nay thì cửa hàng chúng em thì um, chuyên bán uh, hai thương hiệu nổi tiếng các bác nhá đó một là nhớt hút mana của sản xuất tại thụy điển hàng này là nhất nhập khẩu của nhá đó nhất nhập khẩu và một là loại nhớt cát trôn hàng thương hiệu quá là nổi tiếng rồi đúng không ạ thương hiệu của Việt Nam đó cực kỳ nổi tiếng rồi nên là các bác không phải lo về hàng giả hàng nhái và chất lượng kém chất lượng các bác nhá đó và cửa hàng chúng em thì cam kết cho các bác đây là những sản phẩm chính hãng được cung cấp tại nhà phân phối sản xuất của Việt Nam nên là không phải là hàng giả hàng nhái nên là các bác hoàn toàn yên tâm và tin tưởng với bên em các bác nhá đó để em giới thiệu qua từng sản phẩm đi nhá. Đó, một chai nhớt này, đây chai nhớt đầu tiên làm chai nhớt hút mana này. Hút mana chai nhớt này là dòng chai nhớt sản xuất chính hãng tại Thụy Điển và nhập khẩu về Việt Nam, bán trên thị trường Việt Nam. Đó. Và hàng này thì đảm bảo cho các bác về các bác sử dụng thì không phải lo gì nữa rồi, bởi vì nhớt này thì bây giờ nó là thuộc cái dạng top 1 top 2 thị trường rồi. Về dòng uh, hai thì về sử dụng máy cưa máy cắt cỏ các bác nhá. Đó, riêng chai này nếu mà về các bác sử dụng thì theo nhà khuyến cáo của các bác khuyến cáo là một bình này đó một bình này là các bác pha được 5 lít xăng lận đó một bình này là các bác của pha được 5 lít xăng đấy và hiện tại thì uh, bình này thì là 100 cc các bác nhá vậy tính ra 100 cc là pha được 5 lít xăng là một chai này thì các bác pha được khoảng 50 lít xăng đối với một cái dòng máy cưa ấy, vừa nhỏ nhẹ hoặc là máy cắt cỏ các bác nhé đó, còn nếu mà các bác sử dụng mà máy lớn hơn một tí xíu thì uh, các bác pha thì cứ uh, uh, thì nhiều hơn một tí thôi là được rồi. Đó, còn theo em thì nếu mà 50 lít xăng thì nó hơi nhiều thì các bác nên sử dụng là các bác pha uh, một chiếc máy cắt cỏ các bác các bác pha tầm 40 lít xăng nhá. Uh, một chai nhớt này. Một chai nhớt này các bác pha tầm 40 lít xăng là quá là hợp lý rồi. Đó. Một chai này là các bác pha 40 lít xăng là tầm là hợp lý các bác nhá Bởi vì dòng thương hiệu mà Hút mana thì pha với xăng thì cực kỳ nhiều Nhớt của nó thì cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá Đó tất cả tem mát của nó này Đều là tiếng Anh cả thôi Em cũng không hiểu nữa là đây là tiếng gì nữa Đó Tất cả bởi vì nhớt này nhấp nhập khẩu mà các bác Đảm bảo cho các bác chai là đảm bảo nguyên đai nguyên kiện Hàng nhập khẩu luôn các bác Và hiện tại thì em bán với uh, Giá chai này là 190 ngàn các bác nhé 190 ngàn chưa bao gồm phí ship Các bác nào ưng ý hoặc là uh, muốn mua sản phẩm này của bên em Thì chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em số điện thoại 0354392929 Để đặt hàng các bác nhé Em sẽ ship đến tận nơi cho các bác Các bác ở đâu thì em cũng có thể ship được hết đó, từ Nam ra Tây Bắc, từ dưới Tây Bắc xuống tới miền Tây có thể ship được hết. Đó, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp về sản phẩm máy cưa cất cỏ rồi. Đó Nhớt này gọi như là bán phụ thôi Để về cho các bác sử dụng Nó có thể đảm bảo được cây máy mà em bán ra nhất Đó Để đỡ mình phải bỏ hành bỏ hóc Đó Nên là các bác cực kỳ yên tâm nhé Nếu mà các bác về sử dụng nhiều Thì nên lựa chọn những chai như thế này Bởi vì một chai của nó pha được rất nhiều xăng các bác nhé Đó Còn nếu mà các bác nào sử dụng ít Thì các bác lựa chọn Ý là các bác về các bác cắt ít hoặc là lâu lâu các bác mới cắt một lần Nên lựa chọn sản phẩm nhất cắt chôn các bác nhá nhớt cắt trôn này, đó, đây ạ, à. chuẩn chính hãng này, họ máy nhớt này thì được gia công và sản xuất tại Việt Nam, nhớt này thì thương hiệu Việt Nam từ xưa đến giờ rồi, đó, chai này thì đối với máy dòng máy cắt cỏ hoặc là máy cưa xăng thì các bác pha tỷ lệ uh, uh, cưa xăng nhỏ nhá, tầm khoảng bốn uh, ml đổ về thôi, thì các bác pha tỷ lệ khoảng 15 lít xăng một lít nhớt chai này. Đó, và chai này hiện tại em bán với là 110 000 Chưa bao gồm phí ship Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em Đó, 110 000 chưa bao gồm phí ship các bác nhá Tỷ lệ pha được 15 lít xăng 1 lít nhớt Đối với dòng máy cắt cỏ hoặc là máy cưa tầm 40 ly Nòng 40 ly đổ về Còn mà trên 40 ly Hoặc là những dòng máy cưa lớn Thì các bác pha tỷ lệ là 10 lít xăng 1 lít nhớt Với chai này các bác nhá Đó, nhớt thì cực kỳ đảm bảo chất lượng rồi Em bán thâm niên khoảng gần 10 năm nay rồi nên là dòng nhớt của bên em bán thì các bác không cần phải lo nhé nhớt nào em xài được thì em sẽ giới thiệu cho các bác về đảm bảo nhất để cho các bác nào mà mới sử dụng có thể yên tâm về cửa hàng bên em đó còn ở cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp hai sản phẩm này là chủ yếu thôi bởi vì khách của chúng em thì cũng uh, sử dụng những dòng máy này rất là nhiều đó nhưng mà bây giờ mà về máy ở ngoài thị trường thì những sản phẩm nhớt thì bây giờ không không thiếu rất là nhiều các bác nhá. Rất là nhiều luôn nên là các bác uh, uh, sử dụng thì nên tin tưởng về những uh, uh, nhớt có thương hiệu một tí xíu để các bác sử dụng có thể đảm bảo và an toàn nhất về cho sử dụng những dòng máy của gia đình mình. Đó, à, hiện tại thì nhớt này em bán với giá là 100 190 000 các bác nhá. Còn không biết về sau thì nó có lên giá nữa không thì em cũng không biết thì các bác khi các bác đặt hàng cứ liên hệ cho em. Đó, em sẽ báo giá từng đợt từng đợt nhập hàng nhá bởi vì dòng này là nhất nhập khẩu nên là mỗi đợt về nó sẽ giá nó sẽ khác nhau đó nên là khi các bác đặt hàng của bên em thì liên hệ qua cho em để lại số điện thoại địa chỉ và tên em sẽ ship tận nơi cho các bác nhá đó không cần phải cọc kiếp gì cả hàng tới các bác cứ nhận hàng và thanh toán thôi nhớ bên em thì đảm bảo cho các bác là chất lượng nguyên đảm bảo không có nhà nhái nhếc gì cả đó và các bác nhớ uh, nhớt cát trôn này nữa cát trôn hai thì xài động cơ các bác nhá, động cơ xăng pha nhớt. Đó, nhớt này thì 110 000 ngàn Pha được tỷ lệ 15 lít xăng 1 lít nhớt. Còn chai này thì các bác cứ về pha khoảng 40 lít xăng 1 lít nhớt. Đó, các bác nào sử dụng dòng nào thì xài ít thì có thể liên hệ qua cho em. Đó, đây là sản hai sản phẩm mà cửa hàng chúng em là chuyên cung cấp nhiều nhất. Đó, đối với người dân về cho các bác sử dụng có thể đảm bảo và an toàn nhất. Đó, các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.